Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến video tiếp theo của kênh Bậc Thầy Dạ Dày nha. Và sáng nay xin chia sẻ một cây thuốc chữa đau dạ dày là viêm nhất dạ dày này, trào ngược dạ dày rất là hay. Và sau đây Sa sẽ quay cây thuốc mà hôm nay Sa chia sẻ nha. Và trước mặt mọi người chính là cây bồ công anh nhùn nha. Đấy. Cây bồ công anh nhùn này thì rất là tốt trong việc điều trị các bệnh về u. Đấy. U và hỗ trợ điều trị ung thư. Bên cạnh đó nó chữa đau dạ dày cũng rất là hay. Này rất là tốt. Chà có dòng được một ít này. Hiện tại nó lắng quá thì nó không lên được mấy. Và sau đây Sa sẽ miêu tả qua vào cái thuốc này nha. Cây bồ công anh nhùn này là một dạng cây cao từ 6 đến 100 cm nha. Nó rất là thấp thôi. Có rất nhiều loại nha. Một loại cao nữa, và một loại thân tím. Loại này là loại thân xanh mà lùn, lá nó hình mũi mác này, đây như cái mác luôn, và cuống hoa nó mọc từ bẹ bên dưới nha. Đây là cuống hoa đó, hoa nó có màu vàng nha, hiện tại cái này nó chưa nở hoa, và bên dưới nó hình thành những cái củ rất là to. Và cây nó bé thì củ nó chưa được to lắm. Cây bồ công anh này có rất là tác dụng nha, giúp chữa tắc tia sữa này, hay là giúp các bệnh đau nhức xương khớp, các bệnh về u và ung thư. Bên cạnh đó nó chữa đau dạ dày rất là hay, có khả năng chống viêm, chữa được loét dạ dày này, hay là trào ngược dạ dày này, và giúp cân bằng đường huyết nữa, và rất nhiều công dụng nữa để chữa viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày. Mọi người sẽ kết hợp với vị thuốc cổ sâm nha. Ta sẽ quay vị thuốc cổ sâm cho mọi người xem nha. Và trước mặt mọi người chính là cây cổ sâm đấy nha. Đấy, cái cổ sâm này ta sẽ chia sẻ rất nhiều trên kênh rồi. Ta sẽ không chia sẻ lại nữa. Ta quay cho mọi người những người nào mà chưa biết thôi. Đấy, cái này màu của trọng xá rất là nhiều. Cái phơi thì mặt dưới của nó sẽ màu ánh bạc. Và cái này chúng ta sẽ lấy kết hợp với cây bồ công anh. Chúng ta sẽ lấy về, chúng ta sẽ vắt lấy nước uống nha. Chúng ta lấy khoảng 50g cổ sâm và 100g bồ công anh nhùn. Ta lấy tươi nha. Chúng ta về sẽ ép lấy nước uống. Mọi người không có máy ép, mọi người có thể thay ra. Chúng ta sẽ dùng đều đặn mỗi ngày như thế. Và chúng ta sẽ dùng liên tục đến khi nào khỏe thôi. Và chúng ta sẽ uống sau ăn nha. Sau ăn sáng. Vâng, mùa rồi sẽ có chia sẻ một phương pháp chữa đau dạ dày bằng cây cổ sâm và cây bồ công anh. Mọi người xem video hay, hãy nhớ chia sẻ thật rộng rãi cho bạn bè và người thân của mọi người. Những ai mà đang bị đau dạ dày áp dụng ngay nhá. Và sau đây Sa xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ cho Sa nhá. Và theo dõi những video tiếp theo của Sa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào.